chào mọi người, hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người, đây là Bảo Lộc, đứng ngay ngắn là cái trời, học sinh của lớp mình, giải Rubik. Bây giờ cục Rubik đưa ra coi đã bị phá rồi mọi người. Cục Rubik này, Rubik gì Lộc? 3x3. Rồi 3x3, rồi bây giờ Lộc sẽ tiến hành giải coi trong vòng bao nhiêu phút ha. 1, 2, 3, bắt đầu. Đây nghe trật tự. Đây nghe trật tự nha. Trật tự đi. Cố lên, cố lên. Xong rồi, xong rồi. Về vị trí coi. Thank you.